Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Sư Sương Mai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á, Xích Đạn Đông, Xích An Nhiên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng còn sớm có vài phút thôi. Con xin phép Đại Đức Minh Mẫn, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư thể chư, Sư lên giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, lý do đạo tràng vắng tại vì Việt Nam học đọc tụng tạng ở tụng tâm tạng ở chùa Vũ Long và chùa Phước Sơn nên đạo tràng hơi bị vắng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, cầu Pháp Cú Kinh số 342. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Tha Đá đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Sa Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Sa Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Sa Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Đà Ha Sa. Ramma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi va răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chap ca cha ti ca de se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng Sattham ma phê rìm vì đa dành cha ca văn Su tan cha băng thăng à phi thăm ma châm măng À cổ ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng Ba bơ ba nê dê ba đi xa dạ mắt kê. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời à, Nhắm vương lộc giả ngày dời chân sang Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử Có năm thầy thinh giữ pháp từ Đó là Nhơn Kiều Trần Như à, Được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giao pháp ma 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. À, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ rằng để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 342 sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo,
già tăng bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và trải qua alo 1 2 3, giờ quý vị nghe nó rõ hơn chưa? Chỉnh nó quên mục tiêu lâu quá không xài thành ra. Ô la la, chỉnh sao quên mục tiêu rồi. Này đúng. Rồi cái này chắc đúng rồi quá. Dạ thử hỏi bà con chứ mình nghe to lên chưa? Dạ alo 1 2 3. Alo 1 2 3, xin hỏi quý vị nghe đã to lên chưa? Nghe ok chưa? Dạ nghe ok rồi ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Và trải qua một tháng xem như là room chúng ta nghỉ hè để bà con, để chư tôn đức tăng, quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử tham gia mùa lễ hội dân y Kathina. Và một tháng mùa lễ hội dân y Kathina đã qua, đã xong. Thành ra bây giờ chúng ta tiếp tục lại cái công việc của mình là học pháp, học pháp để chúng ta có cái lý thuyết, từ đó mà chúng ta hành pháp, hành pháp để chúng ta thành tựu được pháp. Với những ai mà thành tựu được pháp thì người đó mới có thể giải thoát khỏi tử sanh luân hồi được. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ pháp cú số 342. Chúng tôi xin được đọc câu kệ này qua 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn thứ nhất của câu kệ: chư Phật tử chúng ta post lên cái bài kệ. Tasinaya purakkhata paccha. Tasinaya purakkhata paccha. Đoạn thứ hai: Parisappanti sasova banthito. Parisappanti sasova banthito. Đoạn thứ ba: Sanyojana sangasattaka. Sanyojana sangasattaka.
Và đoạn thứ tư, Dukkhamuppenti punappunang cittaya, Dukkhamuppenti punappunang cittaya. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, tasina ya, là tasina mà chia theo cách thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là aya. Tasina đây là một cái hình thức của từ tanha, thành ra tasina này mình cũng dịch đó là ái, là từ tiếng Hán. Mà dịch ra tiếng Việt đó, có nghĩa là khao khát, thèm khát. Từ thứ hai, purakkhata. Purakkhata. Đây là một cái quá khứ phân từ của động từ purakkharoti. Cái động từ này có nghĩa là theo chung quanh hay là theo sau, đi theo chung quanh hay là đi theo sau, đi theo chung quanh hay là đi theo sau một người hay là một cái gì đó. Từ thứ ba, paccha. Bá cha có nghĩa là nhân loại, là loài người, là chúng sanh. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, parisappanti. Parisappanti có nghĩa là bò quanh, chạy quanh. Bò quanh, chạy quanh là đi lòng vòng. Từ thứ hai, sasso quá. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra sasso cộng với lại ý quá. Sasso có nghĩa là con thỏ, còn ý quá đó, đây là từ dùng cho cái thể so sánh. Ý quá có nghĩa là như, giống như, ví như. Từ thứ ba, ban thi tô. Ban thi tô, đây là một cái quá khứ phân từ của động từ ban thất tí. Ban thất tí là trói, cột. Ban thiết tô đó mình dịch theo cái nghĩa thụ động là bị cột hay là bị trói. Chúng ta sẽ lấy nghĩa hết cả bốn đoạn rồi chúng tôi dịch văn xuôi sau. Tới đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy chỉ có một từ. Và một từ này là một cái hợp âm chúng ta tách ra sanyojana cộng với là sanghasataka. Sanyojana là kiết sử hay là sợi dây trói buộc. Còn sanghasataka đó, có nghĩa đó là bị dính líu vào, bị quyến luyến vào.
Chúng ta bước sang đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, dukkha muppenti. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra dukkha cộng với là upenti. Dukkha là khổ. Còn upenti, upenti có nghĩa là đi đến hay là lại gần. Thì ở đây đó chúng ta dịch theo cái hợp từ luôn là dukkha muppenti, là bị khổ hay là chịu khổ đau. Bị khổ đau hay là chịu khổ đau. Từ thứ hai, punappunnang, đây là một cái trạng từ lặp đi lặp lại. Punappunnang có nghĩa đó là lặp đi lặp lại hay là trở đi trở lại. Từ cuối cùng, chí ra giá. Đây chúng ta lấy theo nghĩa trạng từ chí ra giá, có nghĩa là một cách lâu dài. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi của câu kệ này. Đoạn thứ một, thứ hai. Tasinaya purakata pacha parisapanti sasuwa bantito. Thôi chúng ta dịch theo kiểu giống như chúng tôi thường dịch cho quý vị nghe. Pacha người. Tasinaya purakata. Bị đi theo sau bởi ái dục. Mà dịch vậy nghe nó hơi khó nghe, xin thưa quý vị ha. Thành ra cái đoạn này chúng ta dịch đó là người bị ái dục theo sau. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó là bị ái dục buộc ràng. Người bị ái dục theo sau. Parisapanti, chạy quanh. Ý quá, giống như sa sô, con thỏ. Ban thi tô, bị trói buộc. Chữ parisapanti đó, mình có thể thêm một ý vô là chạy quanh mà hoảng sợ nữa. Là người bị ái dục theo sau, chạy quanh và hoảng sợ, giống như con thỏ bị trói. Tới đoạn thứ ba và thứ tư. Dukkha muppenti, họ bị khổ đau, phụ nắp, phụ năng, lặp đi lặp lại, chí ra giá, một cách dài lâu. Sang vô chana sangha sattaka, do bị trói buộc bởi các kiết sử. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 342. Kính tri ân Sít Ái Minh và một Phật tử có cái nickname là Gospel đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 342. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ.
Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Avivademi Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatana Tayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Quốc Kinh, Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 342. Câu kệ này cùng với 5 câu kệ nữa, tức là từ câu kệ Pháp Cú số 338 đến Pháp Cú Kinh số 343, có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lú Quán Á, gần thành Rajagaha, đề cập đến con heo nái tơ. Một lần nọ khi Đức Thế Tôn ngài vào thành Rajagaha để trì bệnh khất thực, bấy giờ ngài thấy một con heo nái tơ, ngài mới mỉm cười bước sang vệ đường. Lúc bấy giờ tôn giả Ananda thấy lạ cho nên mới hỏi: bạch ngài, do nhân gì duyên gì mà khiến ngài mỉm cười? Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi: này Ananda, ngươi có trông thấy con heo nái tơ kia không? Tôn giả Ananda bạch Đức Thế Tôn là: bạch ngài, con có thấy. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới nói tiếp: này Ananda, con heo nái tơ này thuở quá khứ đó là con gà mái ở gần một ngôi trai đường nhằm vào thời kỳ Đức Phật các cụ sanh thác. Con gà mái đó được nghe các cái vị tỳ kheo trì tụng về thiền quán. Con gà đó nghe kinh với ấn tượng đây là pháp bảo, khởi lên niềm hoan hỷ. Nhờ cái nghiệp đó mà sau khi con gà đó chết, được tái sanh làm công chúa tên là Upari. Rồi một lần nọ, nàng công chúa Upari đi vào nhà cầu thì nhìn thấy những cái con dòi ở trong hầm cầu nó lúc nhúc đó. Cái cô ta quán tưởng về sự bất tịnh, về thế trượt. Thì nhờ đó mà cô ta chứng đắc được sơ thiền, và cô ta giữ được cái ấn chứng thiền đó cho đến khi chết. Thì sau khi chết, cô tái sanh về cõi phạm thiên giới ở tầng thiền sơ thiền, sống hết tuổi thọ ở cõi sơ thiền. Cô này tái sanh về nhân loại, cũng là một cô gái, nhưng mà trong quá trình sống đó, thì do tư vị vì thương, do tư vị vì ghét, do tư vị vì sợ hãi, do tư vị vì sự ngu muội, cho nên sau khi chết, cô này bị tái sanh lại làm con heo nái tơ. Do nhân đó, duyên đó mà khiến Đức Thế Tôn ngài cười. Và trưởng lão Ananda cùng với hội chúng tỳ kheo nghe cái câu chuyện như thế đó, khởi lên tâm kinh cảm, chán nản cái sự bẩn chật của thế gian này, sự bẩn chật của 31 cõi này. Có khi thì thượng vàng, có khi thì hạ cám. Đi lên cõi phạm thiên rồi cũng là phải bị rớt xuống cõi nhân loại.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài thấy chư tỳ kheo đang có cái tâm kinh cảm chán nản thế gian như vậy đó, thì ngài mới thuyết lên một loạt sáu câu kệ này. Dạ, sáu câu kệ này. Và xin thưa quý vị đó, về sau này khi mà Đức Thế Tôn ngài tịch rồi đó, thì bây giờ có một vị trưởng lão A-la-hán lục thông thấy được một chuỗi liên hoàn tử sanh của cái con heo nái tơ này. Cái con heo nái tơ đó đó, sau khi nó chết thì nó thọ sanh vào trong cái dòng tộc thuộc lãnh thổ Suvani, rồi hết cái kiếp đó đó bắt đầu nó mới tái sanh liên tục rất rất là nhiều kiếp. Và đến một kiếp nọ thì tiền thân con heo nái tơ này đó mới tái sanh vào tái sanh làm một cô tiểu thư. Và cô tiểu thư này mới được một cái vị đại thần La Kuntaka Atima cưới về làm vợ. Thì khi mà cô thiếu nữ này nè đang ngồi trên kiệu hoa để về nhà chồng đó, thì đi ngang qua nhóm tỳ kheo có cái vị trưởng lão này. Cái vị trưởng lão này mới nói cho các cái vị tỳ kheo đó, nói này chư hiền giả, thật kỳ diệu thay, con heo nái tơ xưa kia đó nay đã lên đây rồi, tức là trở lại làm người mà làm cái cô tiểu thơ xinh đẹp này đó, và đang là phu nhân của đại thần La Kuntaka. Thì cái cô tiểu thư này nè, cổ nghe cái vị trưởng lão đó nói như vậy, cổ chợt rung động kinh cảm, và cái phước đặc thù khởi lên cho cổ, cho nên đó là cổ nhớ lại được các cái kiếp sống quá khứ của mình. Và khi mà nhớ được các cái kiếp sống quá khứ của mình, thấy thượng vàng hạ cám, ê chề chán chê như vậy đó, thì cái tâm của cái tâm kinh cảm rung động của cổ đó mãnh liệt hơn nữa, cho nên đó là cổ mới xin chồng được xuất gia. Thì đại thần La Kuntaka đã đồng ý cho cổ xuất gia, cổ vào trong ni đoàn xuất gia. Một thời gian sau thì cô này đó đã tinh tấn nỗ lực, sợ hãi đối với tử sanh luân hồi đó đó thúc đẩy khiến cho cổ phát sanh lên thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ. Và thánh đạo tuệ, thánh quả tuệ đạt đến cứu cánh đời sống tu học. Và đó là cái duyên sự của một loạt sáu câu kệ này. Nhưng tại sao đó là chúng tôi lại kể hết cả cái duyên sự này? Thì xin thưa quý vị, nó liên quan tới ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ pháp cú số 342 mà hôm nay chúng ta học. Thì câu kệ pháp cú số 342, Đức Thế Tôn ngài dạy: Ta si na ya pu rak kata pa ya pa ri sa pan ti sa so wa ban thi to san yo cha na sang ga sat ta ka duk khang u pen ti pu na pu nang chi ra ya. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau lâu dài. Và đồng thời ngày Hòa Thượng Giới Đức dịch kệ thơ Lục Bát là: Kẻ bị ái dục buộc ràng, thỏ nằm trong rọ kinh hoàng xiết bao, mong chi tính chuyện bôn đào, thúc thần quấn xiết, khổ lao nhiều bề.
Và có thêm cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Qua ba bản dịch này, ít nhiều bà con chư Phật tử chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Vậy thì tóm tắt ý nghĩa câu kệ Pali này nè, Đức Phật Ngài dạy là cái gì? Ngài dạy rằng ai mà còn bị ái dục khống chế, bị ái đó khống chế, ái nha, xin thưa quý vị, chứ không phải là ái dục ha. Tại sao chúng tôi nói không phải là ái dục? Bởi khi nói ái đó là rất rộng, còn mà ái dục đó là một khía cạnh của ái thôi. Thì lát nữa giảng chúng tôi sẽ nói đến các cái khía cạnh này. Ai mà còn làm nô lệ cho ái, ai mà còn làm nô lệ cho ái đó, thì trong đời sống của họ đó, có lúc đó vùng vẫy, có lúc đó là hoảng sợ, có lúc đó là hoảng loạn. Và với những người mà cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho ái đó đó, bị ái đó buộc ràng đó, thì người đó đó sẽ còn phải bị chịu khổ dài lâu, chịu cái nỗi khổ được lặp đi lặp lại nhiều lần và dài lâu. Như là bị người ta đánh đó, thì bị người ta đánh nhiều lần, bị người ta chửi đó, thì bị người ta chửi nhiều lần, bị chết đó, thì bị chết nhiều lần, và cái nhiều lần đó, đó rất 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 là lâu thì ra ra. Thì qua cái câu kệ này, với những ai mà sợ hãi vậy đó, sợ hãi giống như là cái câu chuyện duyên sự mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó. Như là cái cô tiểu thư kiếp sau đó, cổ lên kiệu qua chuẩn bị về làm vợ cho ông đại thần Lakutaka đó. Thì cổ khởi lên cái kinh cảm sợ hãi đối với tử sanh luân hồi, sợ hãi đời này kiếp kia, sợ hãi rồi có khi đó là mình làm tiểu thư, có khi đó là mình làm phạm thiên, nhưng mà có khi đó là mình làm gà, có khi mình làm heo đó. Sợ hãi vậy đó. Thì với những ai mà có cái tâm kinh cảm sợ hãi vậy thì bắt đầu nó mới cố gắng từ bỏ đi cái ái này. Thì khi nào mà từ bỏ đi cái ái này đó, thì lúc đó đó cái khổ đó đó mới không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại có nghĩa đó là mình không có không không có bị người ta chửi nữa, không có bị chết nữa, không có bị già nữa, vân vân. Cái đại ý là như vậy đấy, xin lưu ý. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình để tán rộng ý nghĩa cái câu kệ này ra. Người bị ái, chúng tôi xin được giảng theo văn xuôi khi nãy chúng tôi dịch cho quý vị nghe đi. khi nãy chúng tôi dịch văn xuôi cho quý vị đó là chỉ có hai câu thôi, hai câu cho nó đơn giản, chứ còn văn kệ Ngài Hòa Thượng Thích Minh Tông Ngài dịch đến bốn câu, bốn đoạn. Xin lỗi, sáu đoạn lần. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và lăn lóc như thỏ bị sa lưới, bị kiết sử trói buộc, chúng sanh chịu khổ đau tiếp tục và lâu dài. Hoặc là có một cái bản dịch khác của Ngài đó, thì Ngài dịch đó có năm đoạn. Có năm đoạn. Thành ra chúng tôi xin được căn theo văn xuôi để dịch đi, để giảng đi. Người bị ái theo sau, chạy quanh và hoảng sợ như con thỏ bị cột trói.
À, thì cái con thỏ bị cột trói đây là một cái hình ảnh ví dụ cho chúng ta thấy khi mà chúng sinh bị ái nó cột trói. Hình ảnh này minh họa để chúng ta thấy rõ được cái sự hoảng sợ đó. Rồi ở một câu kệ khác, bà con chư Phật tử chúng ta sẽ thấy Đức Thế Tôn Ngài dùng cái hình ảnh là con cá bị cá quăng, con cá bị quăng lên trên bờ. À, thì con cá nó quăng lên trên bờ nó cũng nhảy, cũng đau đớn, cũng hoảng sợ vậy. À, thì tùy theo cái hoàn cảnh, trường hợp, đối tượng mà Đức Thế Tôn Ngài đưa ra cái hình ảnh ví dụ tương ứng. Vậy thì ở đây đó chúng ta hiểu đó, người mà bị ái dục theo sau đó là như thế nào, ái là cái gì, rồi sự biểu hiện của ái đó ra làm sao. Xin thưa, ái là từ tiếng Hán, dịch ra tiếng Việt Nam của mình đó là khao khát, thèm khát. Khao khát, thèm khát. Còn nếu mà mình giải thích cho nó rộng hơn ra một tí nữa đó, ái có nghĩa là gì? Là thích, là muốn, là mê. Thích, muốn, mê, ghiền, ham. Đó là ái. Vậy thì ái này nó thể hiện ra chỗ gì? Ham ăn nè, là ái nè. Ham ngủ nghỉ nè, đó là ái nè. Ham nói nè, đó là ái nè. Thì đây là ba cái bệnh mà khó cai lắm đấy sư tu gì. Ba cái bệnh này khó cai lắm. Ham ăn nè, ham ngủ nè, ham nói. Rồi bên cạnh ba cái bệnh khó cai này đó, chúng ta thấy nè, ái nó còn thể hiện ra nữa nè. Ham muốn thích thú ngắm nhìn nè, ham muốn thích thú nghe nè, ham muốn thích thú ngửi nè, ham muốn thích thú nếm vị ngon vật lạ nè, ham muốn thích thú nè, đụng chạm nè, êm ái nè. Ham muốn thích thú thả hồn. Đó là các cái mặt biểu hiện ra của ái vậy. Vậy thì cái sự ham muốn thích thú nè, hay là mê hay là ghiền đó, không phải chỉ ở trong cái cõi dục này không. Tức là không phải ham muốn thích thú trong sắc đẹp, tiếng hay, thơm, vị ngon, xúc lạc. Hoặc là không có phải ham muốn thích thú, thích thú ở trong cái gọi là tiền tài nè, danh vọng nè, vợ đẹp nè, con ngoan, vân vân. Không phải chỉ có vậy. Mà bà con chư Phật tử chúng ta ở đây đó, có nhiều người thường ngồi liêm diêm để định tâm nè, hoặc ngồi liêm diêm để quán tưởng nhằm thấy được nè, tính chất nhân quả, tính chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn hữu, vạn pháp không? Rồi mỗi lần mà bà con chư Phật tử chúng ta ngồi liêm diêm vậy thì được lâu hay là máu? Ngồi lâu lâu đó thì mình có cái cảm giác gì? Thấy nó có sung sướng không? Có an lạc không? Có bình an không? Có. Ai mà ngồi được đó, xin thưa quý vị, ngồi yên là theo dõi hơi thở, hoặc là ngồi yên quán tưởng về cảm thọ, ngồi yên theo dõi cái dòng tâm sanh diệt nữa, hoặc là ngồi yên theo dõi cái bụng nó phồng, cái bụng nó sọp đó, vân vân, mà cho nó hơi lâu lâu tí đó. Chừng 10 phút trở lên, 10 phút trở lên, thì khi đó chúng ta có một cái cảm giác bình an vô cùng, an lạc vô cùng,
yên ắng thanh tịnh vô cùng. Và rồi mình thích cái cảm giác đó đó, xin thưa quý vị. À, mình thích cái cảm giác đó đó. Đó thì cái đó đó xin thưa quý vị đó. Ngồi mà chừng 10 phút trở lên, 10 phút mà ha, vài chục phút mà, tiếng đồng hồ này ha, thì có khi đó mình chỉ mới đạt được đến nhiều lắm đó là cận định thôi. Thì nó cũng đã có cái cảm giác đó là thư thái, là an lạc, là an ổn, là bình an vậy rồi. Mà mình đã thích thú vậy, huống nữa đó là mình ngồi nhập thiền được. Mình nhập thiền được. Nhập thiền được tức là mình phải chứng đắc thiền thì mình mới nhập thiền được. Khi mà mình nhập thiền được đó thì mình có khả năng đó là ngồi tới mấy tiếng đồng hồ, ngồi tới mấy ngày trời. Và một cái cảm giác đó nó kéo dài xuyên suốt quá trình mình ngồi thiền đó, mình ngồi nhập định đó. Thì cái cảm giác đó nó an ổn dường nào nữa. À, nó an nhàn, nó thư thái, nó bình an. Đó thì mình thích cái cảm giác đó. À, thành ra khi nãy chúng tôi mới nói ai nó rộng hơn thì nếu mà ái dục thì là mình chỉ thích thú đắm nhiễm ham mê ghiền ở trong tiếng, ở trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thôi. À, nhưng mà ái đây nó không phải chỉ dừng lại ở đó mà nó còn nữa. Thích thú ham muốn đối với cái cảm giác an lạc, an tịnh do thiền đem lại. Vậy thì cái ái này đó mới chia ra làm ba, là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Rồi là chia ở một cái khía cạnh khác nữa đó. Khi mà chia một cái khía cạnh khác đó, thì bà con chư Phật tử chúng ta, những ai mà có học với dự pháp đó, thì mình sẽ thấy nè, ái chi pháp của nó là sở hữu tham. Mà sở hữu tham đó thì hợp với trong tám tâm tham. Mà tám tâm tham khi nó sanh lên đó, có khi nè ha, có tà kiến, có khi đó là có ngã mạn, và có khi có ngã mạn. À, và tám tâm tham này đó, cõi nào mà có tâm nó xin thưa quý vị, thì tám tâm tham này nó đều có sinh khởi cả. Đó, do vậy ở cái khía cạnh khác, ái này nè mới chia ra làm ba, là ái dục, hữu ái và phi hữu ái. Phi hữu ái tức là ái liên quan đến tạp kiến. Dục ái đó là sự thích thú đắm nhiễm ở trong năm cảnh dục. Còn hữu ái đó, hữu ái đó là thích thú đắm nhiễm trong việc tái sanh chỗ này chỗ kia, rồi thích thú đắm nhiễm trong thiền lạc. Dạ, trong thiền lạc. À, thì dù cho ái chia ra ba loại nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng nên hiểu cái sự hiện bày của ái là như thế nào. À, mà đơn giản đối với người phàm ở cõi dục chúng ta đó, chúng ta hiểu gọn đó là gì? Mình thích cái gì? Mình ham cái gì? Mình mê cái gì? Đó là ái. À, mình thích nói đó là ái nè, mình thích ăn đó là ái nè. À, mình thích ngủ nghỉ đó là ái nè, mình thích mặc đẹp nè, là ái nè. Mình thích được khen nè, là ái nè. Mình thích được ngắm nhìn nè, đó là ái. Ái này hiện bày ra vậy đó, sư tu gì? Và với những ai đó mà còn ái nó theo đuổi vậy, ái nó ngự trị vậy đó, thì là người đó còn đi loanh quanh, người đó còn chạy quanh, người đó còn đi lòng vòng. Mà đi loanh quanh, đi chạy quanh, đi lòng vòng là sao? À, tức là sau khi mình chết rồi mình còn tiếp tục sanh trở lại. À, đời này đời khác. À, giống như cái tích chuyện từ cái con gà nè, từ con gà mái nghe vị tỳ kheo trì tụng về thiền quán. À, rồi sanh lên rồi hạ xuống, rồi sanh lên rồi hạ xuống, kiếp cuối cùng trở thành cô tiểu thư, lấy ông đại quan, rồi được nghe vị tỳ kheo nhắc lại tiền kiếp của mình đó, khởi lên cái kinh cảm đó, chạy lòng vòng là vậy đó, xin thưa quý vị, đi loanh quanh là vậy đó. Thì trong khoảng thời gian mà chạy lòng vòng, đi loanh quanh vậy đó,
có khi thượng vàng, có khi hạ cám. Thì có khi thượng vàng, có khi hạ cám có nghĩa là sao à? Có khi đó được an lạc hạnh phúc, nhưng mà có khi đó được đau khổ ê chề. Thì dù cho được an lạc hạnh phúc đi nữa đó, thì cũng vẫn cứ có ẩn chứa cái mầm đau khổ ở trong đó. Đó là gì à? Khi nào mà chưa thoát ra khỏi được tam giới này thì cứ vẫn có sanh nè, có già, có bệnh nè, có chết nè. Muốn mà không có được nè, ghét mà phải gần nè, thương phải xa. Khi nào còn nằm ở trong tam giới là còn bị những cái này nó hoành hành. Thì những cái này nó hoành hành thì có khiến cho mình hoảng loạn không, xin thưa quý vị? Có khiến cho mình hoảng sợ không? Có khiến cho mình sợ hãi không? Có. Dạ. À, cho nên đó là với những ai đó mà còn mê, còn ham, còn thích, ha, còn đắm nhiễm đó, đó thì người đó đó còn bị cái sự ham, sự mê, sự thích, sự đắm nhiễm đó đó nó trói buộc. Và do vậy đó mà người đó sẽ phải bị chịu một cái loại khổ giống nhau nhiều lần, và chịu cái đó đó về lâu về dài, chứ không có phải chỉ có một kiếp hai kiếp. Nếu bà con có sợ bị người ta chửi không, có sợ bị đau bụng không, có sợ bị già không, có sợ bị bệnh không, có sợ bị chồng phản bội, vợ phản bội không, có sợ bị con bất hiếu không? À, nếu mà có sợ vậy thì phải làm sao? Từ bỏ ái này. Vậy thì từ bỏ ái là như thế nào? Làm sao để từ bỏ ái? Khi mình hiểu ra được các cái mặt hiện bày của ái vậy, và mình nhận thấy, mình nhận định rằng ái này là bất lợi, nó không có lợi gì cho mình cả, thì khi mà mình nhận định vậy thì bắt đầu bây giờ mình phải cố gắng ở sức của mình để từ bỏ nó đi. Giống như đó, mình bị cây gai nó đâm vô chân nè, thì cái cây gai đó nó đâm vô chân, xuyên qua da, qua thịt của mình, thì mình đau đớn. Thì bây giờ đó mình sợ hãi đối với cái đau đó, thì mình cố gắng nhổ cái gai đó ra. Thật ra mình phải từ bỏ cái ái này đi, thì lúc đó mình mới hết khổ. Vậy thì làm sao từ bỏ ái? Khi nãy chúng tôi phân tích một loạt đó, trong ái đó đó, có khi ái đó nó đi theo cho tà kiến, có khi ái đó nó đi theo cho ngã mạn. Vậy thì tà kiến là sao? Mình ham mê, thích thú, mê ghiền một cái gì đó đó mà mình không hiểu về nó, đó là ái có đi theo tà kiến. Rồi mình ham mê, thích thú một cái gì đó đó mà còn có sự so sánh, cái này nó đẹp hơn cái kia nó đẹp hơn cái nọ, cái này ăn ngon hơn cái kia ăn ngon hơn cái nọ, ông sư này giỏi hơn ông sư kia giỏi hơn ông sư nọ, cúng dường cho ông sư này phước nhiều hơn cúng dường cho ông sư kia. Đó là mình còn có so sánh vậy. Thì cứ hễ khi nào mà mình còn mù mờ không hiểu biết, cứ hễ khi nào mà mình còn so sánh vậy đó, thì ẩn chứa ở trong đó đó là si mê, là không hiểu biết đó, xin thưa quý vị. Si mê không hiểu biết, thì si mê không hiểu biết ở đây là gì? Si mê không hiểu biết ở đây mà ở đây ở trong kinh sách nói gọn có bốn thứ thôi. Đó là không hiểu biết mọi hiện hữu là khổ nữa. Không hiểu biết khi nào mình còn tồn tại vậy nè, còn mắt, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân nè, là mình đủ thứ, chịu đủ thứ khổ. Đó rồi không có hiểu biết đó là vì do mê nè, thích nè, mong muốn nè, ghiền nè. Đây là những cái nhân khiến cho mình còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này.
và không có hiểu rõ cho đến khi nào đó mà mình không còn tai, không còn mắt, không còn mũi, không còn lưỡi, không còn thân, không còn ý này đó, thì mới thật sự là an lạc, là hạnh phúc. Không có hiểu biết đó, cái phương pháp cách thức mà đưa đến chỗ không còn ham, không còn mê, không còn thích, không còn gì đó. Thì bây giờ nếu mà mình biết đó, thì là mình không còn si mê, còn mình không biết vậy đó thì mình si mê. Và chính vì cái chỗ còn si mê, còn không có hiểu biết vậy đó, cái thành ra là gì? Mình không có biết được cái gì đúng, cái gì sai. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Cái gì là nhân, cái gì là quả. Nhân đó nó cho ra những quả gì? Cái quả mà mình đang có đây này là do những nhân gì? Đó, mình không có hiểu biết vậy đó. Để bắt đầu đó là gì? Mình có cái sự mê, có cái sự ham, có cái sự thích, có cái sự ghiếm. Vì do hiểu biết vậy đó mình dẫn đến chỗ mình cũng còn có sự so sánh. Thì thành ra bây giờ đó là mình phải từ bỏ những cái đó đi. Thì từ bỏ những cái đó đó bằng cách như thế nào? Khi mình nói, khi mình làm, khi mình suy nghĩ. Nói, làm, suy nghĩ một điều nào đó, mình cũng trước hết phải cố gắng xác định cho được điều mình suy nghĩ, nói, làm đó là cái gì. Trước hết là cái gì cái đã. Rồi sau đó đó mới xác định tiếp theo, cái đó là đúng hay là sai, cái đó là thiện hay là ác, cái đó là nhân hay là quả. Bước tiếp theo mới xác định nữa, nhân đó đó có thể dẫn đến kết quả gì, quả đó đó là do những nhân nào, do những nhân nào. Và khi nào đó mà mình đã nắm chắc hiểu rõ vậy rồi thì bắt đầu lúc đó đó mình mới nói, mình mới làm theo giống vậy. Dạ, theo giống vậy. Và cố gắng nè, nhớ, siêng năng giữ cái lòng của mình á, cho nó kiên định để nói, để làm theo cái suy nghĩ đó. Bà con chư Phật tử chúng ta thường đó ha, nói đi chùa làm phước mà. Thì khi mà nói như vậy thì theo bà con chư Phật tử chúng ta đúng hay là sai? Đúng mà là sai. Sai là sao? Là vì nó chưa có cụ thể rõ ràng. Còn nói làm phước đó, mà chúng tôi nói là đúng đó, là vì rằng mình đi tới chùa đó, mình làm thiện cho mình không có làm ác, thì thành ra đó nói rằng làm phước. Nhưng mà vì do mình cứ nói chung chung vậy đó, thì thành ra đó là gì? Chánh kiến nó không có phát khởi lên cho mình nữa. Chánh kiến đó là mình phải hiểu, phải thấy cái mặt chi ly tỉ mỉ mới được. Mình đi đến chùa để làm những công việc cụ thể nào? Thí dụ như đi đến chùa đảnh lễ vị sư A để hỏi pháp. Thì lúc đó đó là mình tạo nhân phước thỉnh pháp, tạo nhân phước cung kính. Đảnh lễ là cung kính sư tu gì? Nghe pháp là thỉnh pháp. Hoặc là đi đến chùa để thọ trì quy giới. Đó thì lúc đó đó là mình tạo nhân phước trì giới. Hay đi đến chùa để bố thí trai tăng bữa trưa. Thì như vậy đó là mình đi đến chùa để bố thí. Mỗi một nhân phước rõ ràng vậy, mình hiểu nó, thì đó là mình xác định được cái việc mình đang làm. Bước thứ hai đó mình xác định được nữa nha. Đó là phước thì dĩ nhiên là điều đúng rồi.
Thành ra xác định qua bước thứ ba, mình làm, mình bố thí đó đó, à, mình bố thí bữa ăn, à, bữa trưa đó đó, thì đó là nhân hay là quả? Ở khía cạnh nào là nhân, ở khía cạnh nào là quả, mình cũng phải xác định được cho nó rõ ràng. Khi mà mình bố thí ha, mình cúng dường để tăng, thì đó là hành động nhân. Nhưng mà những cái gì mình có để cúng dường bố thí đó, đó, đó là cái thành quả của mình, là cái quả của mình. Quả đó biến thành nhân, cúng dường đến đối tượng là tăng lý. Xác định rõ ràng vậy. À, rồi bước tiếp theo đó, khi mà mình đã xác định được nhân bố thí bữa ăn đến tăng đó, đó thì với cái nhân này nè, nó sẽ cho mình quả gì? Cho người ta ăn đó là cho lực, cho ta sức mạnh, cho ta sức khỏe, thì đời sau kiếp khác mình mạnh khỏe, có lực, có sức. Nếu mình hiểu hiểu rõ chi tiết thì nhân đó nó cho quả, quả gì. À, nhưng mà rồi xin thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đi chùa nghe pháp lâu năm đó là mình phải khôn ra. Ở trong kinh Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là: này tỷ kheo, ta chưa thấy có một pháp nào mà đưa đến nhiều kết quả, nhiều lợi ích như kheo tác ý. Rồi một đoạn khác Ngài dạy đó là: kheo tác ý khiến cho các ác bất thiện pháp chưa sanh, nó không có sanh khởi, các ác bất thiện pháp đang sanh bị mất đi, các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, các thiện pháp đang sanh được lớn mạnh. Dạ, được lớn mạnh. À, đây là ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy vậy. Thì từ đó đó mà chúng ta thấy, qua khéo tác ý, một nhân phước mình làm có thể cho mình nhiều kết quả sau này. Mình cho người ta ăn, cúng dường đến tăng ni đó, ăn vật thực đấy, xin thưa quý vị, ăn, ăn là để cho họ có sức lực để tu hành. Rồi khi mà mình cho người ta ăn đó, thì có phải đó là khiến cho người ta được sống lâu hơn không? Có. Cho người ta ăn đó có phải là khiến cho người ta đẹp hơn không? Có. Cho người ta ăn đó có khiến cho người ta thành tựu được những cái người ta thành tựu không? Có. Có thực mới dựng được đạo đó, xin thú vị. Cho mình khéo tác ý có nghĩa là cái gì? Mình hướng tâm của mình đến các cái điểm, các cái khía cạnh, các cái việc có lợi. Có lợi. À, từ đó đó mà nó tạo một cái ấn tượng mạnh cho cái tâm của mình mỗi khi mình nhớ đến cái việc làm đó của mình. Thì từ cái chỗ đó đó mà tư hậu của mình nó sanh lên nhiều. Thì tư hậu của mình trong việc thiện mà nó sanh lên nhiều thì có nghĩa đó là phước của mình sẽ được nhiều hơn. Dạ, sẽ được nhiều hơn. À, thì như vậy đó là mỗi một cái suy nghĩ của chúng ta, mỗi một lời nói của chúng ta nói ra, mỗi một việc làm chúng ta làm ra đó, chúng ta làm đó ha, mà dựa trên nhân quả rõ ràng. Dạ, nhân quả rõ ràng vậy. Rồi nữa nè, mỗi mỗi việc làm mà chúng ta làm, nói, suy nghĩ đó, đó nó không tồn tại mãi, mà nó bị biến hoài đổi thay. Thế từ cái chỗ đó đó, mà khi chúng ta làm cái gì đó, chúng ta không có tự hào, tự đắc, tự kêu, tự mãn. Vì chúng ta biết đó là làm xong rồi, là nó mất rồi, là nó thay đổi rồi, thì sau đó mình làm cái việc khác. À, thì ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta lúc này là dựa trên cơ sở của tâm tưởng, là dựa trên cơ sở của tâm tưởng. Và chúng ta hiểu rằng ha, khi nào mà mình còn ham, còn mê, còn thích, còn ghiền đó, à, thì mình còn sẽ phải bị chịu khổ đau nữa. Và cái khổ đau này nó nhiều lần. Cho nên ý nghĩ, việc làm, lời nói của chúng ta đó, hướng đến
từ bỏ mê, từ bỏ thích, từ bỏ ham, từ bỏ ghiền đó. Từ bỏ ghiền đó. À, và dần dần để xin thưa quý vị, cái mê, cái ham, cái thích, cái ghiền đó, đó nó giảm dần 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 dần. Quý vị không tin, quý vị thử làm đi. À, dựa trên cơ sở nhân quả nghiệp báo, vậy dần dần cái tâm của mình nó sẽ nhẹ ra. À, chúng tôi thi lấy một ví dụ này nha. Người ta chửi mình, người ta đập mình, người ta chửi mình, người ta đập mình mà mình không có dựa trên cái cơ sở của nhân quả nghiệp báo này nha, thì lúc đó đó mình dễ nổi tam bành lục tặc trở lại. À, nhưng nếu như đó mà mình dựa trên cái cơ sở nhân quả nghiệp báo nè, không có lửa đó thì không có khói được. Mình bị người ta chửi nè, mình bị người ta đập đây đó, nói gọn đi, mình bị người ta chửi đi. À, mình bị người ta chửi đây đó, bị có nghĩa là cái quả khổ. À, đây là cái quả khổ của mình, mà quả khổ liên quan đến cái lỗ tai. Sở dĩ mà mình bị quả khổ liên quan đến cái lỗ tai có nghĩa là mình đã gieo cái nhân khổ liên quan đến lỗ tai đời xưa kiếp trước. Bây giờ mình mới bị chịu cái quả khổ vậy. Đó là khéo tắc ý. Khéo tắc ý hơn tí nữa đó là sở dĩ mà mình bị người ta chửi đó là vì mình còn có cái lỗ tai nữa. Thử hỏi bà con, chứ nếu mà mình không có cái lỗ tai đó thì mình có bị khổ do bị người ta chửi đó không? Không. À, nhưng mà làm sao để mình không còn có cái lỗ tai? À, làm sao, tại sao mình còn có cái lỗ tai? Là vì mình còn có thích nghe, thành ra bây giờ mình mới có cái lỗ tai. À, mình mê nghe, mình ghiền nghe, mình thích nghe, cho nên bây giờ mình mới vẫn còn có cái lỗ tai nữa. Thì cứ hễ khi nào mà còn có cái lỗ tai thì tất yếu là mình còn bị người ta nói xấu, người ta chê. Đó là khéo tác ý đó, xin thưa quý vị. Bây giờ khéo tác ý theo hướng nhân quả vậy đó, dần dần đó, bà con chúng ta đã sẽ giảm bớt đi cái sân si, giảm bớt đi tam bành lục tặc. Mà giảm những cái thứ đó thì đồng nghĩa với là nội tâm của mình cảm thấy bình an, cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm lắm lắm. À, thì tùy thuộc vào cái việc mình hiểu nhân quả đến góc độ nào, mình hiểu tam tướng đến góc độ nào, mình từ bỏ tham sân si đó đến mức độ nào, để các cái quả khổ này nè nó lặp đi lặp lại ít hoặc là nhiều. Bậc tam quả đó là từ trong tám tâm tham đó, bậc tam quả đã từ bỏ hết bốn tâm tham, thì thành ra là cái gì? Theo bà con chư Phật tử chúng ta, chứ bậc tam quả sau khi chết còn tái sanh không? Còn à nha, còn ha. Nhưng mà không có tái sanh là cõi dục, thành ra không có bị chịu khổ ở cõi dục nè, là quý vị thấy giảm bớt biết, giảm biết bao nhiêu khổ không? À, rồi từ đó cái mình mới giảm xuống dần dần nữa là bậc dị quả, bậc sơ quả. À, cho nên là cái gì? Từ bỏ ái đó đó nhiều chừng nào thì hết khổ nhiều chừng đó. Và để từ bỏ được thì buộc lòng đó là mình cũng phải nói, làm, suy nghĩ. À, dựa trên nhân quả nghiệp báo, hay là nói làm suy nghĩ đó đó có ứng dụng bát chánh đạo. Thì ước mong bà con chư Phật tử chúng ta qua cái thời pháp này, mình cố gắng ha, nói làm suy nghĩ có ứng dụng bát chánh đạo, để ái này nè càng ngày càng giảm bớt, từ đó đó mà cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta cũng giảm theo. Xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 342 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi.
Cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa tu lần thay, thay mặt đại chúng chào rung. Con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng ý duyên sự và ý nghĩa bài kinh pháp cú số 342 đến nam phật tử chúng con. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung một lần nữa, con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hạnh Từ Bi chúc phúc cho rung. Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con xin được thành kính cung thiện đại đức Minh Hạnh. Dạ, kính thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rung ạ. Đại đức có nghe chưa ạ? Alo, đại đức không nghe. Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha nupha ve na sada sati kawan tu te Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma nupha ve na sada sati kawan tu te Vato sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha nupha ve na sada sati kawan tu te Tất cả anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, nhà chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya te vada santi viharavasini tu pe khare bodhi khare tahing tathamadane na bhavan tu puchita sotheng karon te taviharamandale Thế ra cha ma cha na va ca cha phi kha vô Sa ra mi ca da na pa tiu pa sa ca Ga ma cha de sa ni kha ma cha yi sa ra Sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te Cha la pu cha ye pi chan da sa pa wa Sang se da cha ta atha wa upa pa ti ka Niya ni kang dhamma varang pa ti cha te Sabe pidukha sakaron tu sang kayang Tha tu chirang satang dhammo dhamma thara cha pukala Sang ho ho tu sama ko wa atha ya cha hita ya cha Amhe rakatu sathammo sabbe pitamacarino putting sampa punayama thamma ariya pavedite idang vatame punyang asavakaya vahang nipanasa paktiyo hontu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Và kính bạch chư đại đức trần, kính thưa toàn thể đạo tràng và do phần lễ hồi hướng, chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp Bu Kinh ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời toàn thể đạo tràng ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam trở lại rung pháp Bu Kinh để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Hầu mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.